Thưa quý vị và các bạn, Phạm Tuấn Huy đã trở thành người Việt thứ hai sau giáo sư Ngô Bảo Châu được nhận một giải thưởng của Viện Toán học Clay, nơi trao giải thưởng toán học danh giá nhất nước Mỹ. Ngày 27 tháng 1, hai nhà khoa học Phạm Tuấn Huy và Paul được Viện Toán học Clay của Mỹ đã công bố trao giải nghiên cứu Clay Research Fellowship. Như vậy thì Tuấn Huy là người Việt thứ hai được trao giải thưởng danh giá của Viện Clay. Người trước đó là giáo sư Ngô Bảo Châu, được viện này trao giải vào năm 2004. Theo CMI, với giải thưởng này thì Huy sẽ được bổ nhiệm làm nghiên cứu viên ở Viện Toán học Clay trong 5 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Phạm Tuấn Huy sinh năm 1996, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ tư tại khoa toán của Đại học Stanford. Đến nay, thì Huy đã công bố 28 bài báo trên các tạp chí về toán học. Hướng nghiên cứu của Huy là tổ hợp, lý thuyết xác suất và những ngành có liên quan. Giáo sư Ngô Bảo Châu từng nhận giải thưởng Research Award, giải thưởng cho những nghiên cứu xuất sắc của Viện Clay vào năm 2004 với công trình về bộ đề cơ bản, cũng là công trình mà ông được trao giải thưởng Fields vào năm 2010.